Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh của Bộ Y tế giai đoạn 2015-2020, Việt Nam cần bổ sung thêm gần 84.000 nhân sự ngành điều dưỡng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, với đặc trưng là quốc gia có dân số già, nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng lên tới 130.000 người, dự báo đến năm 2020 là 200.000 người. Thực tế này cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng, đặc biệt là nâng cao chất lượng để bắt kịp xu thế chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Tại cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề Điều dưỡng và chăm sóc người lớn tuổi tại Việt Nam, bài học từ Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội. Các chuyên gia Nhật Bản và các trường đào tạo ngành điều dưỡng của Việt Nam đã cùng trao đổi về lĩnh vực điều trị y tế tiên tiến tại Nhật Bản và định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành điều dưỡng tại Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt là giải pháp tháo gỡ rào cản lớn nhất hiện nay đối với điều dưỡng viên Việt Nam làm việc sinh sống tại Nhật Bản, đó là ngoại ngữ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn đào tạo 2 năm tại trường chuyên ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Sau đó, chính phủ Nhật Bản cấp chứng nhận lưu trú chăm sóc sức khỏe để các bạn làm việc lâu dài tại Nhật Bản, 5 năm gia hạn một lần. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, đội ngũ nhân lực trẻ của Việt Nam sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản. Mặc dù số lượng sinh viên theo học chuyên ngành điều dưỡng đang tăng đều theo từng năm, song con số hiện tại vẫn còn quá khiêm tốn so với nhu cầu trong nước cũng như tại các nước đối tác. Nhu cầu của điều dưỡng thì hiện nay nó cũng là một trong những cái mà theo như xã hội nhìn chung là một cái rất hot, và nhất là cái đào tạo về trình độ điều dưỡng của các em có tay nghề cao. Mới thành lập khoa nhưng mà cái số lượng ngày một lên rất là đông. Mới đầu chỉ có 3 lớp mà ngày nay đã lên đến 12 lớp rồi. Trường Đại Nam sẽ đào tạo sinh viên không phải đóng lệ phí khi học tiếng Nhật ở trong trường. Sau đó nhà trường sẽ cử đi thực tập sinh ở bên Nhật 2 năm. Thì 2 năm đó thì với cái lý thuyết của Việt Nam và cũng một phần thực tế ở Việt Nam thì các em sẽ đi thực tập ở tại các bệnh viện ở bên Nhật. Được biết hiện nay tại Nhật Bản có tới 3/4 trung tâm dưỡng lão đang thiếu điều dưỡng viên, vừa giảng dạy vừa cho sinh viên đi thực tập tại các bệnh viện, và đặc biệt là chú trọng đào tạo tiếng là xu hướng mà các trường đào tạo ngành điều dưỡng cần hướng tới. Không chỉ đem đến cơ hội việc làm tốt cho sinh viên tại các nước đang khát nguồn nhân lực ngành này, mà còn đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe tiên tiến tại Việt Nam.